เลยเบิดเลยเบิดเลยเบิดนะตุ้มดิเล่นโอ้ยเยอะละแม่โอ้ยยกเล่นดิจะเป็นเกิดทางโจ้ไงเหรอเบด้าเบด้าวันนี้ชื่ออะไรชื่ออะไรยกเอาดอกเล่นเบด้ามันดีมาถึงได้เอาเงินอะไรกินกระเจี๊ยบเหมือนแง้มลังไงหมดก่อนไว้ได้จระเข้ได้เหรอคือสิบัดด้วยของดึงบัดเกะเนาะทีนึงอ่ะบัดเอางี้แดงกิ๊กเด้อ thôi đấy đấy còn nữa ตรงนี้เลยแดงเลยวะตรงกับเบ้ไหนนะเดี๋ยวเลยก้อยจ๋งมาด้วยงึกเลยก้อยจ๋งมาด้วยงึกของงึกถึงได้มั้ยจับกิ๊กจะสูงได้สูงได้ได้2ก้อนanh em mình đang bắt cá mùa lũ nhưng mà mới lũ đầu mùa nên là chưa ơi đấy đấy chẳng đấy kìa nhiều đấy đạt ơi nhanh các ông đánh kích nó trôi hết xuống đây nhỉ anh em mình đang ăn hôi nhá ăn hôi đội đánh kích đang ăn hôi đội đánh kích đó tí nữa làm vài tải mà đó, nó cao bên này lên thôi bác kia chặn mình kiếm gì vẫn được vẫn được mà mình thì mót đi đạt làm gì đấy ơi xuống đây mà bắt đây đạt ơi cái quần nó ơi đâu giá phát đấy nhỉ phải anh ơi nhấc cao lên đấy ôi là nhảy rồi từ từ đấy của bác ấy hở mình mót lại được đấy ăn tốt đấy ui đây kia cho nó hoàng anh kìa ba là quả này con gì lao chân to lắm quả mẻ này là được nhiều này nha mọi người nhá mẹ này phải được mấy cân à, phải được chưa đấy 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 ui cho đi cho rồi cho đi díu cho đừng rụi rồi ui rồi ok đấy rồi nhấc ai chú lâm thằng lâm để sát bờ vào ai anh đừng dí nữa ui dí đi cứ dí đi dí đi không dí đâu rồi ok lên rồi lên ui rồi mẹ này đấy đào hồ không ui đấy một đống nha mọi người nhá đấy toàn cá rúi đây cá rúi đất nó chửa nó lên nó kia nó lên tìm bãi để chưa mưa lắm đâu nếu mà mưa lắm nó ngập hết khu này là anh em mình bắt tay cũng được nhiều nhá đấy tao bảo đem cái này đi có phải hợp lý không xoay cái chiều ngang nó ra ấy đạp kín nó đừng muốn lọt đấy con này bên kia nhấc lên mày nhấc cao ấy nhấc cao bên kia mày ra đấy đang hàng mép này này ui thằng Dũng khổ lên đá đi được rồi thế là được rồi cái đáng nghe phải dùng chiều ngang rồi thế đây làm nhá mày lên nhặt cá nhá bỏ cá rồi chúng tôi căng đi bỏ cá đấy xuống đây căng đặt xuống căng cho nó đặt xuống căng xuống đưa nó không ra được nó lao chân rồi bảo nhé đội đi mót hôm nay rất nhiều người đi từ sáng rồi bây giờ anh em mình mới ra đến đây mót kiểu gì chả được yến không nửa tấn nhỉ ông bảy được nhiều chưa được nhiều chưa? 5 lạng này. Ôi giời, không ăn thua. Bao giờ được có 5 lạng. Bọn cháu đã được 5 lạng rồi. Ăn sống luôn bây giờ. Ăn gỏi luôn. Đấy, cho đây, cho đây, cho đây. Ăn gỏi không? Cho cẩn thận nè. Họ đem nó ngon thì thịt sắp tới. Đây, bên này. Ôi đây trên bờ. Ui. Ui nhiều lắm, mẹ này nhiều đấy. Ui trên bờ bên kia kìa. Có kích nó không chạy ngược được.
Ui cái con gì dâu dâu dài dài to nhỉ? Sặt sặt. Dâu dài đây này. Ui, siêu nhiều. Bán mẻ này siêu nhiều đấy. Anh đi cua đi. Là em bật tê thôi. Thôi. Mau đệ hốt. Mau đệ hốt. Cua lên đi. Chúng bọn nghe đây. Rồi. Lên. Lên. Lên lên lên. Ôi trời đầy kìa. Nhặt 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 nhặt. Đấy một vớt của anh em mình được chừng này. Ôi được con rồi anh ơi. Đạt được mấy cái cỏ đấy. Bỏ sạt sạt đi. Ôi. Lưới tiếp nhà mình có nhỉ? Lưới tiếp hỏng hết rồi mình. Hỏng rồi. Ở trên vào trong vào trong kho xem tìm xem anh chả biết rồi. Vào trong kho đựng củi của bọn em ấy có. Ra đi đi tung tung. Vâng, khi mà kích về mất rồi, anh em mình mót lại của đội kích thì bây giờ anh em mình phải đi bắt tay nhá mọi người nhá. Rồi, còn mình có cái vợt này. Đấy, cá nhảy đây trên bờ. Đấy. Đây, rô đâu ngay cái gì ngược nữa. À, đéo. À, đây là cá sặt sặt mà đội kích bỏ lại đây. Không ai lấy cá này cả. Đấy, vì cá này ăn nó rất là giáp. Đây, rất là nhiều này. À, trắng ở đây này. Đấy, đây đây này. Đội bắt đánh kích lúc nãy bỏ lại đây này. Đấy, hiểu không? Ôi. Trên này vẫn có. Ôi mẹ nó ngược ác nhỉ. Vừa nghe tiếng chim kêu đây đâu. Coi cẩn thận là ngược được cá tự nhiên chạy vào. Em thấy nó chạy chạy rồi. Nhưng mà nghe tiếng chim kêu. Nghe tiếng chim kêu đây. Hết. Mương cũng mất. Cho gà. Cho gà luộc. Không màu với cá ngô ấy. À, nó ở khắp trong cỏ nhé mọi người nhé. Không phải cứ đặt đá cái này ra là nó có nó tung đủ bụng lên là mình bắt được rồi. Rồi đấy ít quá, đáng nghĩa ra phải. Ở đi từ sáng sớm. Phải đi từ sáng sớm mà. Nhiều. Lại cơm bản là 10 giờ đó. Đây đem lưới lên chặn là đem lưới lên chặn đây đây. Đấy, mình bắt vợt bằng vợt này. Để đây xem có con nào vào không nha mọi người nhá. Nó vào, nếu mà nó vào nó thấy lưới nó lại chạy lên. Thế nên là rất là khó được. Đáng nghĩa ra phải có cái tấm. Cái có. Có kia, ấy đấy đấy đấy. Đấy. Trượt. Đáng nghĩa ra phải cái tấm có. Đấy, nó nhảy lên bờ. Nhảy lên bờ. Mày à vừa ấy. Ê chú ơi. Đây vừa anh em mình ra lúc 5-6 giờ sáng là ngập lấy chân đá đây lên bờ. Đây, nằm trên bờ luôn này. Con này không bơi được. Nó chửa để. Cá ngược nước này ngược từ dưới tít ở dưới xa kia lên nhá. Ngược lên tít trên ngọn này. Đấy, để nó tìm chỗ để. Tìm bãi như kiểu những bãi cỏ này tôi sẽ lên nó để bố như cái ao đào tôi rồi. Đi mót là phải chịu thôi, lần sau đi sớm thì mới bắt được nhiều. Rồi bảo mất đây này hai con mà đây này đấy. Con cá mà không bắt mãi không được. Ui à, ui à, ui à. Ui à, ra đây, ui à. Còn sạt sạt. Sạt sạt nhiều lắm nhỉ. Đây, 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 hồ trên này.
Rồi, hồ to kìa. À, nhiều phết đấy nhờ. À, nhặt cả sạt sạt à? Sạt sạt nhặt về cho vịt nhiều lắm mà nó bỏ lại nhiều lắm. Sao nó lên đây đây vậy? Ai phải lên đây? Trên này sâu không? Hả? Sâu à? Hôm nay hết cá rồi, rất ít người. Mọi người nhớ năm ngoái không? Kín người ở khu vực này. Bắt tay. Kín người đi bắt tay và cắt cá bằng tay. Năm nay người ta hủy diệt bằng kích, thế nên là anh em mình không đi bắt được mọi người. Đúng là phải thật nhiều. Không, về thiết kế lại cái lưới mà phải có đấy nhỉ. Có túi. Ừ. Nhiều chưa? Được đâu. Còn hơn cân. Ừ. À, cao thủ bắt cá rú bằng tay đấy mọi người. Phải mò mò ngồi hẳn xuống, mò mò. Thấy cá là tóm. Nên giúp cả cá trong cá ngoài đấy. Tóm mà giúp vào hẳn trong cá chuối bên trong rồi còn phải chạy cơ. Ừ. Cá trong cá ngoài nó ở với nhau. Đâu. Lóc bông. Mới hết thằng này cái ghế này. Ai nhiều thế? Hơi phát được 10 con nó đẻ mà. Con đẻ mấy con trúc tinh á? 4 con nhỉ. Đâu, thử hớt phát nào. Mọi người tin là hớt được cá không? Anh Cường ơi, con cá. Đây là còn ít đấy, đây. Xịt thôi. Đây. Bắt đây. Thấy chưa? Nó chạy từ từ. Đấy. Không, cái nào? Kìa, đấy. Ui, chạy rồi. Để tinh nó quay mà. Quay ở đây đông quá lại đấy. Ở trên kia lại nhiều quá. Ở trên đấy. Bỏ đây kìa. Cho cái bèo đi vào ấy. Ừ đấy. Quay đặt đặt kìa. Ái da, làm vài con. Mấy con? Ba con. Mất con cái rồi. Nhanh phết đấy nhỉ. Con cái đi rồi sủng mất. Con cái to. Con cái nó có trứng mọi người ạ. Bắt đầu nó vào đi. Chú kia ngồi dưới đây mà có cái vợt này mà úp nhé. Xế nào? Dày luôn. Ấy, được mấy con? Ba con. Vợt đâu, vợt đâu? Lưới không được đâu. Đây này. Đấy. Đấy, 4 con. Thấy chỗ nào nó để rạch cái là phi sang hớt. Mất. Ôi giời. À đây không? Có để được không? Ui, không ăn thua đâu, phải hớt như thế này. Cây này nó ngắn quá. Trời. Ngắn thì đưa đây. Răng lưới. Không được đâu. Ui, không được đâu, phải hớt. Đấy, hớt đấy. Được con cái luôn. Được rồi. Quấn nhau để nó ở im. Ủa bắt được bên đây này. Đây này, ngay dưới đây này. Đấy. Chết, được mỗi con bé. Ôi, lọt rồi. Lọt kìa. Lọt rồi. Cái này nó đấy quá. Nó to quá. Đấy. Chỗ này vẫn chỗ đấy đấy. Tí nữa nó lại chuẩn bị dây chanh đấy đấy.
cái nó mới ra giải cơ. Từ từ. Đây, chết đây. Xuống coi. Đây, im cho nó hết. Đấy, đục đấy. Ôi, thằng này không biết hớt. Ôi, lọt. Vừa đấy lọt. Mày hớt con bé đấy, chẳng lọt hớt con to, sao nó lọt không? Cái này lọt liên tục mà. Vẫn được 3 con. Đội này đội vét bằng lưới à? Ấy dạ. Chưa rồi. Con lọt rồi. Đây, mau đây. Ui, con này to này. Đây này. Mau đây. Ui, đây. Đây, đúng chỗ này. Đúng chỗ này. Ui, đây. Hớt, không ăn thua. Đây này. Kìa, đây này. Tí nữa. Ấy. Xúc. Chết. Rồi, được. Vượt của Mao Đệ hơi to. Ui. Rồi. Đội lưới vét này thế nào rồi? Đây, cá bắt đây này. Ui giời. Trời. Rồi. Tần mắc tép thôi, rúi nó cũng chả mắc được nữa. Đứa to quá mà. Đổ ngô này. Chết. Ui, ba bốn con. Bốn con, ba con to rồi. Nhanh hơn. Hớt thế này nhanh hơn mọi người. Vét mệt. Không, vét mệt hơn. Hớt này nhanh hơn. À, tổng tất cả cá của anh em mình đấy nhá. Cho mọi người xem rõ con cá rúi là như thế nào nhá. Rồi. Úi, nó đẻ trứng này. Con nào mùa đẻ này nó cũng thế này, trứng này. Đấy, bóp cái này. Đó. Con đực này. Con đực thì à đây vẫn con cái đấy, trứng này rất là căng rồi. Con đực thì tinh trùng nó rất là nhiều rồi. Ôi, rất là nhiều. Anh em mình sẽ làm món thôi, nói chung là kho con này để hết rồi, để xong rồi gầy trời. Để trứng nó rất ngon nhé. Bây giờ chứ kho sổi lên ăn tạm thời bữa cơm đã. Rồi tính sau, chiều nay mà mưa tiếp thì anh em mình sẽ đi tiếp nhé. Hôm nay trời nó quang mất rồi, hết cá mất rồi. Hôm nay ngày thứ hai anh em mình tiếp tục đi bắt cá mùa mưa lũ nhé mọi người nhá. Hôm nay lũ to hơn ở trong kia, bắt đầu nước to lắm rồi. Hôm nay mình đã chuẩn bị được một chiếc vợt siêu to khổng lồ. Đó. Bằng cái túi lưới hôm qua mà anh em mình kia đấy. Đấy, đặt thế luôn, kéo cao cao lên tí. Đấy. Đạp biệt cái dưới xuống, thế. Bên kia đấy. Đấy, một thằng xua đi. Đấy, kéo cái túi lưới này. Đấy, thế. Đấy. Lấy hàng. Kéo cây kia ra. Bẻ gập cái sắt ra. Đấy, một con vào rồi. Nó vào tận dưới, nó đéo ngược lên. Không ngược lên. Không ngược. Đạt ơi. Xuống đây chua đấy. Cho
Đấy, cua phát. Cua phát xuống. Đấy, xuống xuống mấy con rồi. Mẻ lưới đầu tiên. Rồi, rồi. Bắt đây, xuống đây mà bắt này. Vào nhiều lắm, vào nhiều lắm. Vào đây thì không ngược gì nữa. Đây. Đấy, đấy, nó bắt đầu xuống đấy. Bắt đầu xuống ác đấy. Nó vẫn đầy cỏ nhỉ. Đã được mấy. Nhiều phết đấy. Cũng nhiều mà bắt tay thôi. Kìa trên tay Lâm còn có tao. Ủi thối phí. Ôi đấy. Ổn đấy, ổn đấy, ổn đấy. Xuống. Mẻ lại ổn hơn. Quấn cho nó xuống, quấn lại cái đít nó lại cho nó cái mẻ đấy nó không ra được, xua mẻ khác luôn. Hả? Xem nào. Nhìn như con chấm đen này nhỉ. Nhìn như chấm đen này nhỉ. Hai loại đại ca. Nhìn như một con chấm đen. Con. Nó để được mấy con à? Ồ, con để ở trên đá không bỏ đi. Ui, xuống rồi. Ấy, bịt nhưng hai bên này lại. Đang bịt. Ủa, bỏ bịt rồi. Đây anh Trung ơi, cua đi. Anh đứt chân cua đâu bỏ à? Đấy, cái này nhấp nhấp nó lên thế này. Cái này nhá anh em nhá, đây ba con thảo đây nhá. Ôi. Đấy. Cái này đấy, ngược lên này. Cá to này. Ồ. Rồi. Tụt xuống này. Tụt. Đấy, buộc nó lại sỏ. Sỏ vào đấy, buộc lại không. Cá nó có nhảy đâu. À, xuống đây. Đau chân canh rồi nhá. Đấy, phi xuống ấy, đấy. Let's go. Ui đấy, xuống đấy. Đang xuống ác đấy. Chậm thôi. Chậm thôi, nó cắm bùn đấy. Chậm thôi. Chưa thấy xuống đâu. Đây. Đi chậm thôi, gần đến rồi, đi chậm thôi, nó bắt đầu nó lẩn bùn đấy. Đấy, bắt đầu chỗ này, ui kìa. Mỏ, bắt đầu mỏ đây đi. Thò tay xuống mỏ. Cũng được nhiều phết. Cái đít. Mẹ được có mẻ và mẹ đéo buộc đít. Bảo buộc cái đít vào chứ buộc đâu. Được tí rồi nhá. Không sao hết. Từ. Con dưới kìa. Trời. Buộc cái đít nó lại buộc theo kiểu đấy dít ấy. Không buộc là được nhiều hơn đấy mà buộc là được ít hơn. Nó ra đầy, nó xuống hết chứ. Còn đấy dít. Không phải buộc thế. Dít đấy, quấn lại, vẫn luôn. Thế. Đấy. Đẩy cái thút nút nó xuống dưới đấy luôn. Bao nhiêu mẹ? Bao nhiêu cực sức? Trong này có 2 con. Nào bây giờ cho xuống tận dưới ấy. Đi chú ơi,
tao nước chân này anh chị ơi. Đó sao mà? Tận dưới chỗ nào? Ấy, tận bóng. Bắt được nhiều chưa? Kia kia dưới bắt. À, đây là của đội bông bóng. Tổ đội bắt tay bông bóng. Mày làm gì đấy? Đây là con cá to nhất hồ thứ hai. Rồi, vào kho. lấy vớt. Thằng anh ơi. Túm túm. Cá to. Lấy vớt. Kéo nó lên bờ. Nhấc nó lên bờ. Nhấc đầu kia. Kéo nó lên bờ, kéo. Cắm hồng. Chấm hồng. Toàn đồ phi. Nhớ được mấy con rúi đấy. Mấy con rúi này. Mãi chẳng có cá xuống hết, à. Hết cá rồi mọi người. Bây giờ sinh ra cái kích hủy hoại môi trường quá. Anh em mình định dùng kích nhưng lại thôi. Ê con này này. Nó tên có trứng trắng này. Biết rồi. Con đấy là con đực. Đực sao con trứng? Đấy là tinh. Đeo. Ui, cá đậu. Đi chảo nhá. Ui, nắng nữa thì nơi thì thôi. Khả năng lại đi về đâu. Đó là thành quả của anh em mình đâu hết nhỉ? À trên này. Trên thành quả hôm nay cũng chỉ được như hôm qua thôi. Hôm nay lại đi muộn mất. Mà không phải đi muộn mà do người ta kích nhiều quá. Người ta kích suốt từ sáng đến từ đêm qua đến sáng. Cá không có cá nó lên để như kiểu cá hồi nở ra ngược sông để ạ. Rồi. Rất là nhiều nhá. Cũng bằng hôm qua thôi. Thôi khả năng bây giờ anh em mình lại phải về thôi, đợi chiều